Chào mùng may chích chè bông xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em cả nhà ơi ngày hôm nay em tiếp tục về ngay chỗ giường chích chè ba để quay các cái loại mai giống giao lưu với chúng ta và đầu tiên thì em thấy một cái lô mai tiếng vua bông trùm cả nhà hiện tại lô này cây sinh trưởng cực mạnh và đặc biệt là cái ngọn cái gốc của nó là đang trổ đang ra nụ rất là nhiều đây cả nhà nhìn nè trời ơi em ấy rất là xuyên ra nụ cả nhà đây nè chỗ nào nó cũng có và cây nó sinh trưởng cực kỳ mạnh nha đây là những cái nụ kim của nó đây, ở hiện tại nụ kim đeo đặt hết trơn nha cả nhà, đây nè, nó nhỏ nhưng mà nó rất là dễ đẻ nha, to nụ gì mà thấy ghê vậy trời, đây nè cả nhà nhìn nè, ở ha đây là những cái nụ kim và hứa hẹn cho chúng ta cái này mấy cái nụ này tết là nó đeo đặt cây luôn, cứng cây luôn cả nhà, đó đây nha, rồi và đặc biệt cái lô này em ghép trong cái bộ đế rất là đẹp nha đó giá chỉ có một trăm rưỡi thôi cả nhà một trăm rưỡi một cây thôi ha nếu chúng ta lấy hai uh, cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đó đây là hàng tiếng vô bông trùm và cái, uh, cái 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 chân gốc của nó ra nụ chứ thật sự là cây cành nhánh phải nói là nó phát triển cực kỳ mạnh luôn nha đó cả nhà nhìn nè cực kỳ mạnh luôn chứ đâu phải chuyện chơi đâu và đế nè có cây đế bính nè tùm lum hết ha và em sẽ lấy những cái cây tương đối bự tương đối lớn như thế này để về giao cho quý khách đây hàng này chúng về chúng ta về chúng ta có thể lấy bò vô tư luôn ha rồi tết nay có nụ chơi tết luôn rồi trăm rưỡi thôi nha cả nhà rồi tiếp tục qua hàng bên đây hàng bên đây sẽ là gì đây là một cái giống hoa hồng thanh tú đang hiện rất là hot trên thị trường ở đây cả nhà đây, hoa wow, hồng thanh tú nha, rất là đẹp. Trời ơi, cái bộ đế nè cả nhà nhìn nè. Và cái đọt của nó nè cả nhà. Đọt đó có là đọt đỏ nha, vừa chơi hoa vừa chơi lá và lô này phải nói cực kỳ vip luôn. Ở đây, trời ơi cái đế nè, cái đế nó còn bự hơn cái gốc nữa cả nhà. Rồi lô này thì em bán với giá là 100k một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Đó đây ha Đây là hàng hoa hồng thanh tú Rồi tiến bước về bên đây Thì chúng ta sẽ có một giống đó chính là Giáo nhung thơm bông châm Và lô này thì hôm bữa là tụi em đã lãi lá rồi nè Đôn nó lại nè Trời ơi nó lên nè cả nhà nhìn nè Sinh trưởng cực kỳ mạnh và cái đế của nó nè à, Cả nhà mua mà chúng ta không có cần phải cao lắm đâu Chúng ta đặc biệt lụa vào cái bộ đế giúp em à, Sau đó chúng ta nuôi rồi á Cái bộ đế nó sẽ lớn lên và cây nó sẽ có giá trị Và đặc biệt chúng ta nuôi chúng ta nên bấm ngọn để cho nó nhảy nhánh như thế này năm nay thì bên vườn em rút kinh nghiệm rồi không để dài và cao nữa ha đó đây đây là dòng dảo nhung thơm bông chùm trời ơi cây quá trời đẹp cả nhà ơi đó rồi 100 k một cây luôn nha rồi tiếp tục chúng ta sẽ có một cái giống đó chính là siêu bông sài gòn một cái giống đen rất là hot trên thị trường đây đây cả nhà ơi nè đế nè đó, dòng này về chúng ta lấy bo được rồi nha đó và bộ đế tương đối đẹp phải nói là đẹp luôn chứ không tương đối nữa cả nhà Bộ đế hình trái bí, hình con thú rất là nhiều ha Đây, nè, cả nhà ơi Đây nha oh, siêu bông Sài Gòn nghe giá là 100k một cây Nếu chúng ta lấy ba cây thì bên em sẽ bao ship cho chúng ta Rồi, ai thích cái dòng nào nữa thì hãy thêm bước chân em Em còn rất rất là nhiều loại giống nữa nha cả nhà Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha